phụ nữ này đi siêu thị mua một xe đầy bơ về. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân cũng dùng ánh mắt khác thường để nhìn cô. Về đến nhà, cô đem xếp chỗ bơ mua về thành một đống, bởi vì cô sắp sửa phải tham gia vào một cuộc thi đặc biệt. Ở thị trấn này hàng năm đều sẽ tổ chức một cuộc thi điêu khắc trên bơ. Những người tham gia bắt buộc phải hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình trong vòng 3 tiếng đồng hồ ở trong phòng lạnh âm 8 độ C. Trong cuộc thi này, chồng của Laura là Bob đã giành được giải quán quân trong vòng 15 năm liên tục. Tác phẩm mà anh điêu khắc ra phải nói là sống động như thật. Nhưng năm nay anh lại định rút lui nhường cơ hội cho người mới. Anh đem ý định này của mình nói với vợ. Laura nghe xong thì nổi điên lên. Cô đã cống hiến cho sự nghiệp của chồng suốt cả nửa đời người. Bây giờ anh lại lựa chọn từ bỏ. Họ đã cãi nhau to. I'm not competing this year. I know. I am. Laura quyết định tự mình đi thi để tiếp nối duy trì thành công của chồng. Nhưng cô lại chẳng có kinh nghiệm điêu khắc gì cả, đến cả con gái cũng không đặt hy vọng gì ở cô. Nhưng để cứu vãn danh dự của gia đình, cô đã dứt khoát đi tới địa điểm đăng ký thi, viết tên của mình vào hàng đầu tiên. Đến lúc đăng ký xong rồi, cô vẫn chưa chịu về, mà muốn ở lại xem năm nay có những đối thủ cạnh tranh nào. Người đầu tiên bước vào là bà chị này. Cô trông có vẻ ngờ nghịch ngốc nghếch nên Laura thấy rất yên tâm. Người thứ hai bước vào là một cô bé da đen tên Destiny. Cô bé rất bình tĩnh viết tên của mình. Cuối cùng là một chị đại tên Brooke bước vào. Cô bước những bước đi nghênh ngang tới chỗ bàn đăng ký rồi múa bút ký tên mình vào tờ đăng ký. Để giành được ngôi vị quán quân, Laura đã mua đầy một xe đẩy bơ về và bắt đầu tập luyện. Đến ngày thi, Laura đã đứng ở trước cửa đợi từ rất sớm. Đây là một cuộc thi điêu khắc bơ, mỗi một người tham gia đều phải hoàn thành tác phẩm của mình trong phòng lạnh. Bà chị này cắm con dao vào không cẩn thận cắt mất một góc. Còn cô bé Destiny này thì khá là thông minh, cô chỉ dùng một sợi dây mảnh là đã dễ dàng cắt được cục bơ ra rồi. Laura cũng đang đo đạc kỹ càng, chỉ có Brooke là vẫn chưa tới. Khán giả tới xem càng lúc càng đông, còn tác phẩm của các tuyển thủ cũng dần dần thành hình. Thời gian cũng bắt đầu đếm ngược, việc tiếp theo mà họ phải làm chính là hoàn thiện tác phẩm của mình. Nhìn cô bé Destiny này xem, cô dùng con dao nhỏ cạo ra hình dạng, rồi dùng tay vuốt cho bằng mịn. Tác phẩm điêu khắc của cô còn thu hút một nhóm học sinh vây xung quanh. Cuộc thi sắp sửa kết thúc rồi, các tuyển thủ bắt đầu hoàn thiện tác phẩm của mình. Chính vào lúc này thì Brooke cuối cùng cũng đã ngúng nguẩy đi tới thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chỉ thấy cô lấy một thỏi son da tô vẽ đại vài đường. Đúng lúc cuộc thi kết thúc, tiếp theo các tuyển thủ bắt đầu tự giới thiệu về tác phẩm của mình. Người đầu tiên lên bục là bà chị này, cô bảo đây là ba con mèo bạn có tin được không? Tiếp theo là Brooke, tác phẩm của cô tuy rằng rất đặc biệt nhưng bài thuyết trình của cô lại nhận được tràng pháo tay của mọi người. Đến lượt Destiny lên bục, cô bé chỉnh cho micro thấp xuống và kể về câu chuyện của một người phụ nữ theo đuổi tự do. Kết hợp với tác phẩm điêu khắc của mình đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả. Laura hoang mang style, nhìn vào bản thảo của mình mà thấy hơi thất vọng. Sau khi bước lên bục, cô cứ ấp a ấp úng giới thiệu về tác phẩm của mình. Thậm chí còn chẳng có ai thèm vỗ tay cho cô. Còn tác phẩm điêu khắc của cô là một gia đình hạnh phúc cùng dùng bữa tối. Thông qua đánh giá của ban giám khảo thì đã có kết quả của cuộc thi. Destiny giành được vị trí thứ nhất. Laura không dám tin là mình lại thua một đứa.